Tờ The Telegraph dẫn thông cáo từ cảnh sát Đan Mạch tuyên bố vụ tấn công xảy ra tại Kuntovet, quảng trường dành cho người đi bộ, nằm tại trung tâm thành phố. Chúng tôi đã thực hiện một vụ bắt giữ và đang tiến hành điều tra. Hiện chúng tôi không có bình luận gì. Hai nhân chứng là Maria Adrian và Anna Davien kể với tờ BT của Đan Mạch rằng họ trông thấy Thủ tướng Frederiksen xuất hiện khi đang ngồi bên đài phun nước ở quảng trường Kuntovet vào khoảng 6 giờ chiều ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương. Các nhân chứng kể lại tình cảnh khi đó, một người đàn ông đi ngược chiều và sâu mạnh vào vai bà ấy khiến bà ngã sang một bên. Dù đó là một cú đẩy mạnh, nhưng bà Friedrichsen không bị ngã xuống đất. Người tấn công bà Friedrichsen là một người đàn ông cao và gầy. Anh ta cố gắng chạy thoát nhưng chưa được bao xa thì bị những người đàn ông mặc vest khống chế và đè xuống đất. Một nhân chứng khác là Casper Jorgensen trả lời phỏng vấn tờ Estra Bladet nói rằng anh ta trông thấy người đàn ông trên bị kỳ xuống đất và một người có vẻ là thuộc một cơ quan mật vụ đã đè đầu gối lên lưng đối tượng. Jorgensen kể lại, họ không chế anh ta và người này đã nằm đó trông có vẻ bối rối và hơi choáng váng. Theo giờ The Telegraph, vụ tấn công thủ tướng Đan Mạch Frederiksen diễn ra khi 450 triệu dân tại 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đang đi bỏ phiếu để bầu ra hơn 700 thành viên Nghị viện châu Âu. Ngoài ra, vụ việc này xảy ra chỉ vài tuần sau khi thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn khi đang gặp gỡ những người ủng hộ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, Ukraine đang phải đối mặt với những nút thắt cổ chay có thể hạn chế khả năng tận dụng uy lực của đội máy bay chiến đấu F-16 do các đồng minh phương Tây cung cấp. Viện trợ nước ngoài rất quan trọng đối với các nỗ lực quốc phòng của Kiev trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu hơn hai năm trước. Các đồng minh của Ukraine chuẩn bị cung cấp cho nước này máy bay chiến đấu F-16, nhưng các thông tin gần đây cho thấy họ đang gặp khó khăn trong việc đào tạo đủ phi công để lái chúng. Ukraine chuẩn bị nhận hơn 60 chiếc F-16 từ Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, theo Politico. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine đã nhiều lần đề nghị các đồng minh hỗ trợ đào tạo thêm phi công vì tốc độ huấn luyện rất chậm chạp, không theo kịp số máy bay mà Kiev được cam kết viện trợ. ISVK nhận định đây là thách thức lớn của Ukraine trong thời gian tiếp theo. ISV kép nhận định những hạn chế về khả năng của phương Tây trong việc đào tạo phi công Ukraine, điều khiển máy bay chiến đấu F-16 đang tạo ra những nút thắt cổ chay sẽ ảnh hưởng đến khả năng triển khai F-16, một cách hiệu quả của Kiev trong tương lai. Vào tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ cần khoảng 120 đến 130 máy bay chiến đấu tiên tiến để đạt được sự ngang bằng về không quân với Nga, theo ISVK. Tuy nhiên, theo ISV, Ukraine thậm chí có thể chưa có phi đội đầy đủ gồm 20 máy bay và 40 phi công cho đến cuối năm 2025. Kiev đã được một số quốc gia cho phép sử dụng F-16 để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng nếu Ukraine muốn vận hành hiệu quả tiêm kích này gần biên giới Nga, họ phải phá hủy hệ thống phòng không của Moscow để đảm bảo an toàn. Ukraine sẽ không thể sử dụng tất cả các máy bay do phương Tây cung cấp một cách hiệu quả nhất có thể cho đến khi số lượng phi công Ukraine cần thiết hoàn thành khóa huấn luyện, kép nhận định. ISVK cho rằng Ukraine có thể sẽ phải dùng vũ khí tầm xa để phá hủy hệ thống phòng không của nga nhằm làm tiền đề cho việc đưa tiêm kích F-16 tới gần lãnh thổ nga để tấn công. Tuy nhiên, việc Ukraine nhận được F-16 nhưng không thể phát huy hết khả năng của tiêm kích này vì thiếu phi công có thể là một điểm bất lợi cho Kiev trong bối cảnh Nga đang liên tục đạt được đà tiến tại các mặt trận. Một vấn đề khác là vũ khí mà F-16 sẽ sử dụng. Ukraine có kế hoạch triển khai F-16 để đánh chặn tên lửa hành trình và đạn đạo của Nga bắn vào cơ sở hạ tầng của phía Kiev. Những nhiệm vụ đó đòi hỏi phải có tên lửa không đối không chính xác của Mỹ và hàng chục đồng minh NATO. Một quan chức NATO cho biết nhiều quốc gia trong số đó ngần ngại viện trợ những vũ khí này với số lượng lớn cho Kiev vì chúng rất đắt đỏ. Theo lữ đoàn dù di động số 46 của Ukraine, các nỗ lực của quân Nga nhằm tập kích vào các vị trí của lính dù thuộc lữ đoàn này lần nào cũng thất bại. Phía Nga đã điều động cả xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép, chở quân cho cuộc tiến công ở hướng Heohipka và tại khu vực tiền tuyến Marinka. Trang tin tức quân sự Militani trích dẫn thông cáo của lữ đoàn du di động số 46 của Ukraine cho hay họ đã sử dụng mình, hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái UAV để phá hủy khí tài của đối phương. Các lính dụ Ukraine nói các UAV đang nhắm vào binh lính và trang thiết bị của Nga. Thiệt hại của đối phương rất rõ ràng, không thể che giấu được. Suốt nhiều tháng qua, các lực lượng Moscow đã cố gắng tiến sâu về phía Heohipka, một ngôi làng gần thị trấn Marinka, đã bị tàn phá. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lui nhiều nỗ lực tấn công như vậy ở hướng Marinka, nơi lữ đoàn dù di động số 46 đang chịu trách nhiệm bảo vệ. Phía Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề sự kiện kỷ niệm cuộc đổ bộ đi đây trong Thế chiến 2 tại Paris, Pháp. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ chuyến thăm của ông Zelensky đến Washington vào tháng 12 năm 2023. Mở đầu cuộc gặp, ông Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ với Ukraine. Ông Biden nói: "Các vị không hề khuất phục, không hề nhượng bộ một chút nào. Các vị tiếp tục chiến đấu theo cách thật là phi thường. Chúng tôi, Mỹ, sẽ không bao giờ bỏ rơi Ukraine." Tổng thống Mỹ cũng gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ của Quốc hội nước này trong việc phê duyệt gói viện trợ. Hồi tháng 4, Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nhiều tháng bị một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cản trở. Ông Biden nói: "Tôi xin lỗi vì những tuần lễ không chắc chắn về việc viện trợ. Một số thành viên bảo thủ của Quốc hội đã gây ra sự chậm trễ, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giải quyết được vấn đề." Nhân đây, ông Biden cũng cho biết, ông sẽ ký gói viện trợ bổ sung trị giá 225 triệu đô la Mỹ ngay trong ngày để giúp Ukraine xây dựng lại lưới điện. Các nguồn tin của hãng Reuters nói rằng khoản viện trợ bổ sung này sẽ gồm đạn pháo, máy bay đánh chặn phòng không và các trang thiết bị khác. Đáp lại bằng tiếng Anh, ông Zelensky cảm ơn sự hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo của Mỹ. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh điều quan trọng là nước Mỹ, tất cả người dân Mỹ đã ở lại với Ukraine. Giống như trong Thế chiến thứ hai, Mỹ đã cứu sống mạng người và cứu châu Âu. Ukraine đang gặp khó khăn trước bước tiến của Nga ở khu vực Kharkov. Trước tình thế này, ông Biden gần đây đã thay đổi quan điểm và cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí do Washington cung cấp để tấn công hạn chế vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Theo BBC và The Guardian, văn phòng Thủ tướng Đan Mạch cho hay, bà Frederiksen bị sốc bởi sự việc trên nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hiện chưa rõ nhà nữ lãnh đạo Đan Mạch có bị thương hay không. Cảnh sát Đan Mạch thông báo, vụ việc xảy ra tại Kuntovet, quảng trường dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố. Chúng tôi đã thực hiện một vụ bắt giữ và đang tiến hành điều tra. Hiện chúng tôi không bình luận gì. Vụ hành hung thủ tướng Đan Mạch diễn ra khi 450 triệu dân tại 27 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đang đi bỏ phiếu để bầu ra hơn 700 thành viên Nghị viện Châu Âu. Ngoài ra, nó xảy ra chỉ vài tuần sau khi thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn khi đang gặp gỡ những người ủng hộ. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi vụ tấn công bà Friedrichsen là hành động hèn hạ, đi ngược lại tất cả những gì chúng tôi tin tưởng và đấu tranh ở châu Âu. Bà Ursula chúc Thủ tướng Đan Mạch có sức mạnh và lòng can đảm vì biết bà Friedrichsen có cả hai điều đó. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael cho biết, ông bất bình trước vụ tấn công khủng khiếp trên và nói thêm, tôi cực lực lên án hành động hèn nhát đó. Thủ tướng Thụy Điển Christensen cho hay, Bà Friedrichsen là một đồng nghiệp rất tốt và là đối tác khôn ngoan. Tôi chân thành hy vọng bà ấy không hề hấn gì. Thủ tướng Latvia Evika Silina cũng cho biết bà bị sốc vì những gì xảy ra với thủ tướng Đan Mạch. Không quân Ukraine đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa của các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các khu vực Ternopil, Khmelnytsky và Lviv cũng như là khu vực thủ đô ở vùng Kiev. Không quân Ukraine đã dẫn ra mối đe dọa từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo của Nga, máy bay ném bom Tu-95MS và UAV Sahid. Nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở khu vực vào lúc 4 giờ 15 phút theo giờ địa phương. Cuộc tấn công đã gây ra một vụ cháy ở một cơ sở công nghiệp của vùng Kiev. Các nhân viên khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đặc biệt là lưới điện của nước này. Trong khi đó, theo TASS, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công vào 11 quận của khu vực Benkodot trong vòng 24 giờ. Theo thống đốc khu vực này, ông Vyacheslav Gladkov, trong suốt 4 cuộc pháo kích, 55 quả đạn đã được phóng, 5 UAV cảm tử được triển khai và hai thiết bị nổ được thả xuống. Phòng không Nga đã bắn hạ hai UAV. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cũng cho biết một UAV cảm tử đã tấn công một kho dầu ở thành phố Saruskol. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của Moscow cũng đã phá hủy một kho chứa xuồng không người lái và địa điểm phóng UAV của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong 24 giờ qua, máy bay chiến đấu, UAV, tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy một kho chứa xuồng không người lái và một địa điểm phóng UAV, cũng như các địa điểm triển khai tạm thời lính đánh thuê nước ngoài cùng các lực lượng và phương tiện quân sự của Ukraine trong 127 khu vực. Theo bộ này, tổng cộng lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 610 máy bay chiến đấu của Ukraine cùng 274 trực thăng, 25.225 UAV, 527 tên lửa đất đối không, 16.276 xe tăng và xe bọc thép, 1.330 hệ thống tên lửa phóng loạt, 10.162 súng cối và pháo dã chiến, cùng 22.311 phương tiện quân sự đặc biệt kể từ khi xung đột nổ ra.